Hai anh em nhà mình thì có vừa làm một cái bài chia sẻ về cái kinh nghiệm dùng các phần mềm máy chạm cho anh em làm xây dựng. Thì nói thực sự với các bạn thì cũng ngồi trà, thực ra Lương đang dùng con M6800. Thực ra các bạn Lương thì đi công trình nó hơi nặng, với cả cái render phim ấy nó đợi mất quá nhiều thời gian và em có gọi là nâng cấp dần. Thì hôm nay đến có cái 7510 đẹp quá, mùi chai lại rơi mất tiền. Thì cũng sẽ giới thiệu cho anh em luôn cái phiên bản này nó khác cái phiên bản cũ, chẳng hạn là 6800 hoặc 4800 nó khác ở điểm gì. Thì cũng phải nói với Lương như này, dòng máy mới chẳng hạn như là 7710, thực ra anh cũng đã làm rất nhiều video rồi. Nhưng mà cái tầm tiền này thì nó đòi hỏi những đầu tư cao và còn mức trên 30 triệu. Thì hôm nay anh sẽ giới thiệu hơn cái form của dòng 7510, các bạn có thể nhìn thấy trên bàn mình đây. Nó làm lại mới hoàn toàn, ví dụ như là để giảm cái trọng lượng máy xuống thì hãng đã làm cái vật liệu sợi carbon bên trên này. Và cái bên dưới nó làm bằng kim nhôm. Nó sẽ nhẹ hơn so với bản cũ. Ví dụ như con 4800 nó nặng hơn 3 cân thì con này nó chỉ dưới một chút. Cả sạc sẽ vào hơn 3 kg, nghĩa là sẽ giảm khoảng 1 kg so với con kia. Với cả vật liệu này thì nhìn nó sẽ sang trọng hơn rất nhiều. Và cả nó tỉ mỉ hơn, nó còn nó lôm la là bớt hơn. Bởi vì hình thức của những con 6800, 4800 ban đầu, đối thực sự mà nếu mà không phải các bạn làm yêu nghề hoặc là yêu những cái máy cấu hình mạnh chắc không làm dùng. Bởi vì nó quá dày, nó quá thô. Nhưng mà đến cái phiên bản đời mới hơn, đó là hiện nay cái model mới nhất đó là 7520 và 7720, về hình thức nó sẽ giống y hệt như này. Nhưng nó trang bị cấu hình mạnh hơn thôi. Còn là tầm tiền 30 triệu thì không cái model nào khỏe của đeo bằng dòng 7510 hoặc 7710. 7710 thì nó yêu cầu chúng ta đầu tư hơn khoảng đến 5 triệu bởi vì màn hình 17 inch. Mà cả màn hình của con này thì anh giới thiệu em, nó cũng đang là cả 4GB. Nếu mà em có hỏi là hiện nay cái render phim của em, bình thường em render mất đến nửa ngày. Một ngày, một đoạn video mà có cái độ phân giải cao thì chiếc này nó sẽ giảm xuống. Anh cam kết với em nó sẽ giảm xuống một nửa. Bởi vì sao? Vì xử lý của thế hệ mới, chẳng hạn con này nó chạy thế hệ 6 mà con này là 6820 HQ, tương đối là cao. Và RAM trên phiên bản này nó sẽ nâng cấp lên đến tối đa là 64GB RAM. Có cái trên cái phiên bản cũ nó chỉ nhận đến 32GB bởi vì chuẩn RAM DDR3 và con này nhận chuẩn RAM DDR4. Và hiện trong con máy này đang chạy là 2004 thì RAM 16GB, bây giờ dung lượng DDR4 nó lên đến 16GB RAM, 4K nhân là lên 64GB. Ổ cứng của em này thì tí mình sẽ mở ra các bạn xem luôn, nó sẽ có khả năng nâng cấp được cả ổ cứng. Ổ cứng nó là chuẩn M2 và có cả chuẩn 2K. Và cam màn hình thì nó có từ M1000M và M2000M và có cả AMD. Và con này của em thì cao rồi, M2000 4GB, GDDR5 trâu hơn rất là nhiều so với cái con cạc K3000 4GB cũ. Thì em sẽ tối nay em về em sẽ thử hiệu năng của nó đi. Còn bây giờ anh sẽ giới thiệu cho mọi người từ hình thức bên trong đến bên ngoài. Các bạn lưu ý nhé, với cái cấu hình này trên thị trường mình đọc một cấu hình này i7-6820HQ và RAM trang bị 8-16, có lẽ tùy mọi người thôi. Và ổ cứng SD chắc chắn nó phải SD rồi, bởi vì cái công nghệ cũ HDD bỏ qua đi, không bao giờ dùng nữa. Và cái cạc trên này M2000 trên thị trường nó có giá bán khoảng 32 triệu cho phiên bản live lưu sách về, còn nếu hàng mới phiên bản như này nó khoảng 40 triệu. Đó một cái lưu ý các bạn lựa chọn. Còn nếu mà chúng ta cứ đầu tư dần thì mình cũng khuyến cáo các bạn có tiền thì mới đầu tư. Còn nếu các bạn đang có phiên bản cũ thì cứ dùng tốt đi. Còn nếu chúng ta có những cái công trình hoặc cần thì chúng ta mới nâng cấp những phiên bản này. Còn hôm nay thì tối về em cứ thử đi. Để thử xong đánh giá và comment cho mọi người luôn. Ok. Bây giờ anh sẽ giới thiệu cái cấu hình chi tiết bên trong và bên ngoài cho mọi người xem. Mời các bạn xem tổng thể hình thức thiết kế của chiếc 7510. Đều đã làm lại hoàn toàn và bên trên thì các bạn thấy luôn đó là cái vật liệu sợi carbon bên trên. Nó cứng hơn rất là nhiều so với phiên bản cũ. Và kể cả phần tản nhiệt đằng sau, đều đã làm lại hết. Nói chung là nhìn nó sẽ mỹ miều, sang trọng hơn với hai tản nhiệt hai bên. Trúc bà Lê làm như thế này nữa. Và chúng ta mở thì nó tránh được cái trường hợp cót két so với phiên bản M4800 hoặc 6800 cũ. Đây, rất chắc chắn. Đây là bên dưới của nó đây. Chiếc này cũng mở cũng cực kỳ đơn giản và vẫn được trang bị cái dock để chúng ta mở rộng. Và cái không gian tản nhiệt bên dưới nó làm rất là to. Tí mình sẽ mở cái nội tạng bên trong để chỉ cho các bạn xem luôn. Còn bên ngoài thì đeo đằng sau thì nó sẽ có cái cổng sạc nó ở đây. Và đây là cổng LAN. Tất cả cổng nó sẽ bố trí ở bên này. Các bạn có thể thấy là trên phiên bản 7510 có trang bị cổng mới, đó là cổng Thunderbolt. Thunderbolt này là rất là hữu dụng bởi vì cái tốc độ kết nối và ghi đọc bên ngoài nó rất là cao, có nghĩa là chúng ta cắm những cái cáp chẳng hạn như ổ cứng di động bên ngoài mà có trang bị cổng Thunderbolt thì nó nhanh hơn rất là nhiều so với cổng truyền thống, chẳng hạn cổng USB hay cổng mini port hay cổng HDMI. Con này thì nó ra được cả tín hiệu âm thanh, lẫn hình ảnh, truy xuất dữ liệu đều được. Cái đầu thẻ cũ này. Và bên này thì nó sẽ không có cổng gì cả.
Ở đây bên này thì thêm 3 cổng USB 3.0 và cổng phone. Đây là đầu lục thẻ. Trên phiên bản này thì nó lược bỏ luôn ổ đĩa nhá. Ổ đĩa bây giờ thì nó không ai dùng nữa, nó lược bỏ luôn, đeo đã lược bỏ luôn. Đây các bạn có thể thấy mặt trên của nó. Phím nó cũng làm lại. Cái dạng phím dòng như này thì chúng ta sẽ gõ nó sẽ sướng hơn. Phím bấm cũng khá là rộng, mà trên mặt này thì nó vẫn chám một cái lượt cao su bên trên, sờ vào chống bấm vân tay nó sờ rất là mịn. Bàn phím dạng này thì nó sẽ khác hoàn toàn so với phiên bản 4800 hoặc 6800 cũ. Độ lẩy tốt hơn, khả năng gõ nhận diện tốt hơn. Nhưng mà con chuột checkpoint trên này vẫn còn. Trên phiên bản này có được trang bị màn hình cảm ứng, nó sẽ tiện dụng hơn so với phiên bản không có cảm ứng, mà chúng ta có thể trình chiếu dùng tay vuốt đều được. Còn bây giờ mình sẽ giới thiệu cấu hình của chiếc này cho các bạn xem luôn. Đây các bạn có thể thấy là nó sẽ trang bị sẵn Windows 10 bản Pro, có lẽ bản tốt nhất cho các bạn làm đồ họa. Và vít xử lý nó sẽ nâng lên i7-6820HQ. Trên chiếc này chip cao nhất nó là chạy chip Xeon, và RAM trang bị là DDR4. Đây là phiên bản tiêu chuẩn thì nó chỉ được trang bị cái cạc RAM 8GB. Còn theo như mình, các bạn làm đồ họa chuyên nghiệp nên để RAM dung lượng 16GB là ổn định nhất. Còn có điều kiện thì chúng ta có thể lên 32 hoặc 64GB thì tùy. Cạc màn hình thì nó sẽ mặc định, nó sẽ cài ra cái nó sẽ chạy luôn. Đó là hai cạc màn hình. Đây là chiếc cạc ON GrandFix 530 này. Còn màn của em này thì nó là 1920x1080. Trên phiên bản 7510 hay là 7710 thì đều có phiên bản trang bị màn hình 4K. Nhưng cái 4K thì nó mất cái nhược điểm, đó là chúng ta khi chúng ta vẽ những cái đồ họa thì những cái icon trên màn hình nó quá nhỏ, tạo cái cảm giác chúng ta làm rất là khó chịu. Chính vì thế phiên bản màn hình Full HD vẫn là phiên bản tiêu chuẩn nhất của các bạn làm đồ họa. Đây, các bạn có thể cạc màn hình thì em này nó chạy sẵn LVDA Quad Duo M2000M với dung lượng 4GB nha các bạn nhé. Nó dùng bộ nhớ từ RAM ra nên có thể xe lên 8GB này. Còn nếu mà chúng ta cắm thêm RAM thì nó sẽ tiếp tục nâng lên tiếp, thì nó sẽ hỗ trợ đồ họa rất là tốt. Còn đây, còn nếu mà cạc màn hình gốc thì chúng ta vào đây. Trên phiên bản 7510 thì nó có cả phiên bản cạc chạy M1000M và có cả phiên bản chạy cạc AMD W570. Đây 4GB GDDR5 này. Cái này nó sẽ hỗ trợ đồ họa nhanh hơn cái cạc màn hình cũ lên đến 30%. Trên phiên bản là mà K3001 nhá, của M6800. Ổ cứng con này thì nó khác với M48 hoặc 68 này, đã hỗ trợ chuẩn M2. Có nghĩa là cái chuẩn phổ thông tiện dụng, mà chuẩn mới bây giờ nó sẽ cắm như một que RAM. Đây các bạn kiểm tra vào đây. Ui, em này đang chạy chiếc ổ Intel. Ổ Intel thì các bạn biết thì nếu mà cái độ bền và cả tốc độ hiện nay là đỉnh cao rồi. Intel và Samsung đang đứng đầu bảng các bạn nhé. Con này đang chạy dung lượng 256GB. Còn nếu mà chúng ta có điều kiện thì theo như mình, nếu để làm đồ họa chuyên nghiệp thì chúng ta vẫn phải cắm thêm một cái ổ ít nhất là dung lượng 1T, không thì phải cắm 2T vào thì dùng mới đầy đủ được. Còn trên phiên bản 7710 thì nó sẽ trang bị cạc từ M3000M cũng là dung lượng 4GB và cao nhất là chiếc có thể M4000 hoặc M5000. Bây giờ mình sẽ test được cái hiệu năng của cái full max, có nghĩa là cái đồ họa, xem chiếc này nhiệt độ nó là bao nhiêu so với M48 hoặc 6800 các bạn xem luôn. Đây các bạn có thể thấy là mình đã bắt đầu chạy phần mềm full max, trên thông số nó sẽ chạy hai cạc luôn, cạc M2000M và GrandFix 530. Các bạn có thể thấy cái hình ảnh chuyển động nó mượt mà hơn hẳn so với M48 hoặc 6800. Bạn lưu ý là khi chúng ta làm đồ họa thì chúng ta lưu ý nên có thể muốn render hết cái tốc độ của máy thì chúng ta phải cắm sạc. Nhiều bạn không biết dùng pin tại sao pin render chậm thế. Thực ra cái sạc cắm bằng nguồn điện trực tiếp thì nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều, nó chạy hết tốc độ cái máy luôn, còn pin thì nó vẫn có cái sự hạn chế nhất định. Nhiệt độ đang ở mức khoảng 54 độ C và nó sẽ không còn lên. Nghe tiếng quạt không? Không có luôn. Nếu được đánh giá thì dòng chip thế hệ 6 vẫn là mát hơn rất nhiều so với chip thế hệ 4. Thế hệ 4 chạy rất khỏe nhưng cái nhược điểm nóng vẫn chưa hết được. Nên nhiều khi mà nó làm lâu nó tạo cảm giác hơi khó chịu. Mình đã test một lúc mà nhiệt độ nó khoảng 56 độ mà cái tiếng quạt thì trên chiếc 7510 và 7710 nó khắc phục được cái nhược điểm mà quạt ù khi chúng ta render nặng. Chưa hề thấy tiếng quạt quay luôn. Mà mặc dù chúng ta đã chạy cái X4 cao nhất của phiên bản full max.
Ok, kính thưa các bạn là cái càng màn hình này thì không phải suy nghĩ rồi. Ví dụ gì Dell nó đã phát triển càng màn hình mới, chính vì thế chúng ta sẽ rất là tin dùng. Và nó thừa hưởng toàn bộ những cái ưu điểm của trên dòng máy chạm M48 và 6008 cũ. Chúng ta hoàn toàn có thể tin dùng 7510 hoặc 7710. Đây các bạn có thể thấy là mình đang thử khả năng hiển thị trên một cái đoạn video 4K mình đã chuẩn bị sẵn. Nếu mà nói về màu sắc thì cái trên cái phiên bản mới cái màn hình nó tái tạo tốt hơn nhiều so với M48 hoặc 6008. Màn hình nó sẽ sáng hơn đấy các bạn nhé. Các bạn để ý là cái màu nó sẽ sâu hơn so với 4008 và 6008 rất là nhiều. Mình sẽ thử xoay góc nhìn. Trên phiên bản này nó có trang bị cái kính đôi ba khi nó sẽ phản và nó sẽ hơi sáng một chút, nhưng mà nó sẽ tiện hơn chúng ta vì có cảm ứng. Còn nếu mà không có kính thì nó cái khả năng hiển thị nó sẽ tốt hơn, mà mình có nghĩ có lẽ là sẽ không bị bóng. Đây, mình thay đổi góc nhìn này. Chúng ta vẫn nhìn rất rõ trên một góc nhìn 178 độ. Đây, góc nhìn thẳng mình nhìn lại cho các bạn. Ok. Lại như này nhá. Thực ra nếu mà nói mọi hôm ấy thì mình hay nói về phần kỹ thuật hoặc là nói theo một cái sự hiểu biết nhất định. Nhưng bây giờ thì nói với người dùng đi. Thì đây là cái phiên bản mới mà em mới trải nghiệm, bởi vì 4008 đang dùng rồi, 6008 dùng rồi. Còn bây giờ anh nói là cái thiết kế hình thức bên ngoài của chiếc 7510 thì em cảm giác như thế nào? Đầu tiên về nhìn về trước thì em đã rất là ưng rồi. Thứ hai nữa là cái thiết kế mặt ngoài nó này, nó sẽ chống bám bụng. Em nhìn thấy rất ok so với con 6008 hoặc là 4008. Thứ ba là nhẹ hơn, đã rất sướng rồi. Đấy, thứ tư là anh vừa sâu các cái thông số kỹ thuật thì em tin chắc rằng là cái thời gian render để phục vụ cho công việc của em nó giảm rất là nhiều. Đó, okay. Còn cân nặng của nhà em rồi này, thiết kế chắc chắn là đẹp hơn rồi. Tiềm năng thì chắc mình không còn phải nói, có duy là cái tầm tiền phải đầu tư nó nhiều hơn thôi. Nhưng mà đây là mình cũng đầu tư theo hình thức là tăng dần hiệu quả công việc. Hiệu quả công việc, em hiệu quả công việc hơn thì em mới nâng cấp được. Còn nếu mà còn cái màn hình, khả năng hiển thị màn hình thì em thấy như thế nào? Em nhìn thấy rất đẹp, nhìn màu sắc rất là nét so với cái dòng 6008 hoặc 4008. Thực ra thì công nghệ thì cũng phải nói với các bạn, nó nâng cấp lên hàng ngày, chứ không có chuyện một cái máy mà cấu trang bị cấu hình mới nó lại không bằng cái cũ. Tại vì bao giờ cái thằng mới ra nó sẽ thừa hưởng lại tất cả những sự tốt đẹp nhất của cái cũ và những cái nhược điểm nó sẽ phải bỏ đi. Bắt buộc như thế thì nó mới theo kịp đối thủ. Còn nói luôn, hiện nay trên thị trường thì Dell vẫn là một công ty sản xuất máy tính và tất cả các phân khúc họ đều sản xuất. Còn chuyên nghiệp của Edison thì hiện nay đúng ra ở Việt Nam chưa có đối thủ. Còn Lenovo thì cũng thực sự thì cái phân khúc đấy thì Lenovo cũng dùng rất ngon đấy, nhưng mà khổ lỗi Lenovo lại rất kém để dùng. Vì nhiều người sẽ không thích Lenovo, nhưng mà Dell ở Việt Nam vẫn là người dùng nhiều nhất. 10 cái máy bán ra hiện nay thì nhà anh đang bán 10 cái máy bán ra thì 4 chiếc Dell, 5 chiếc khác chia đều các thương hiệu khác, không biết đến người ta chỉ hỏi Dell. Ở Việt Nam mình hay dùng theo kiểu xu thế, đấy, kiểu dạng như thế. Còn bây giờ thôi, máy mới có rồi thì anh chúc anh em mình nói chung là cái sức khỏe trước để cống hiến cho anh em, tại vì anh cũng thấy em nhiều khi cũng thực sự là rất như một chiến binh, trời rất mưa mà chạy đi chạy đó ở đấy, những cái tư liệu của thị trường cũng rất là tốt. Còn anh thì hàng ngày có những cái sản phẩm gì thì anh cũng sẽ giới thiệu cái này. Còn tài chính thì không phải là trâu kéo đâu, hôm nay chỉ vô tình thôi để lấy hộ một học viên. Nhưng thấy chiếc máy này thì em nâng cấp lên luôn thôi. Thực ra thì con kia 24 em đổi này phải 37 thêm mất gần chục triệu, nói chung là một cái công sức bỏ ra hoàn toàn xứng đáng, bởi vì chúng tôi là những người làm việc có cái sản phẩm mới thì chúng tôi phải có những sự trải nghiệm mới, nhưng đòi hỏi chúng ta vẫn phải chịu thương chịu khó, chúng ta mới có kinh nghiệm, mới có tiền chúng ta mới nâng cấp được. Còn nói luôn chương trình chém gió ngày hôm nay đến hết rồi, thầy cảm thấy mệt. Chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn.